Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất về tình hình bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại hạng Anh và nhận định bóng đá Manchester United gặp West Ham. Tin thứ nhất, Manchester United gặp West Ham. Tái ngộ David Moyes, quyết tâm vượt Chelsea. Manchester United có lần tiếp theo tái ngộ David Moyes trong bối cảnh gần 3 điểm để vượt Chelsea vào vòng 14 ngoại hạng Anh diễn ra vào đêm ngày 30 tháng 10. Vâng, Manchester United đang trong chuỗi ngày tươi sáng cùng với Erik ten Hag. Họ đang có chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp tính trên mọi đấu trường, trong đó có 5 chiến thắng. Đội bóng gần nhất có thể đánh bại Quỷ Đỏ là Manchester City, nhưng đã cách đây gần một tháng. Ông thầy người Hà Lan đang dần hình thành lối chơi cho MU. Cách đội chủ sân Old Trafford triển khai tấn công, áp đặt lối chơi trên đối thủ đang rất mạch lạc và gắn kết hơn trước. So với hồi đầu mùa giải, MU cũng tấn công đa dạng hơn hẳn khi đánh vòng trong hay vòng ngoài đều được, tạt cánh hay chọc khe đều tốt. Vấn đề lớn nhất của MU vào lúc này có lẽ là khâu dứt điểm. Cả Ronaldo và Rashford đều gặp chướng ngại về tâm lý khi đối diện với khung thành đối thủ. Trong khi đó, Martial mới chỉ chơi có 4 trận trong tổng số 16 trận kể từ đầu mùa giải vì chấn thương gân kheo, gót chân và mới nhất là lưng. Theo Erik ten Hag, Martial chưa tập luyện cùng toàn đội nên tiền đạo người Pháp sẽ tiếp tục vắng mặt trong cuộc tiếp đón West Ham ở vòng 14 ngoại hạng Anh. Đoàn quân của David Moyes vừa có chiến thắng tại Europa League hồi giữa tuần nên hừng hực khí thế. Họ khởi đầu khá tệ, nhưng những kết quả khả quan gần đây giúp Búa Tạ đã vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, điểm yếu hiện tại của West Ham là thi đấu trên sân khách. 4 lần xa nhà gần nhất tại ngoại hạng Anh, đội bóng này chỉ có được một trận thắng, còn lại là 3 trận thua. Nên nhớ rằng, MU là một trong những đối thủ kỵ dơ nhất của West Ham, khi đội bóng thành London chỉ có được một chiến thắng trong 19 lần đối đầu gần nhất. Thành tích sân nhà của MU tại ngoại hạng Anh cũng đang rất tốt khi bất bại đến 13 trên 14 lần làm chủ nhà gần đây. Với việc Chelsea để thua Brighton trong loạt đấu ngày thứ Bảy 29 tháng 10, Quỷ Đỏ có thêm một lý do để quyết tâm giành trọn 3 điểm. Hiện tại, họ chỉ kém The Blue đúng 1 điểm. Bên cạnh đó, MU chỉ kém 4 điểm so với đội xếp thứ tư là Newcastle, trong khi đá ít hơn những 2 trận. Bởi vậy, chiến thắng trước West Ham sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford chiếm vị trí thứ 5 sau vòng 14 và có thể vươn vào nhóm 4 đội bóng dẫn đầu trong thời gian tới. Với quyết tâm như vậy, Quỷ Đỏ nhiều khả năng sẽ có chiến thắng tương bừng trước West Ham và dự đoán tỷ số là 3-0 cho MU. Tin thứ hai, cực nóng bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Manchester City lên số 1, Chelsea dễ bị MU qua mặt. Thứ tự của nhiều ông lớn thay đổi đáng kể sau khi Man City thắng nhọc. Trong khi Chelsea và Liverpool rủ nhau thất bại ngỡ ngàng ở vòng 14 Premier League. Trong ngày thiếu vắng Erling Haaland vì chấn thương, Man City đã phải cần đến cú sút phạt thân sầu của Kevin De Bruyne để có thắng lợi 1-0 trước Leicester City. Kết quả tại hang cáo King Power tối qua 29 tháng 10 là vừa đủ để giúp nhà đương kim vô địch tạm chiếm ngôi đầu bảng tại ngoại hạng Anh mùa này từ tay Arsenal. Hiện Man City đang có 29 điểm sau 12 trận đã đấu, hơn pháo thủ đúng 1 điểm trước khi thầy trò huấn luyện viên Arteta tiếp đón Nottingham Forest chỉ lúc 9 giờ tối nay 30 tháng 10 tại sân Emirates. Arsenal phải rất cảnh giác khi đối thủ mới lên hạng mà họ sắp đương đầu vừa thắng Liverpool 1-0 cuối tuần trước. Do Arsenal đang kém Man City 1 điểm và thua xa về hiệu số bàn thắng thua, dương 14 so với dương 26, nên chỉ có Nottingham Forest thì họ mới có thể đòi lại được ngôi đầu bảng và tái lập cách biệt 2 điểm so với đoàn quân của Pep Guardiola. Những bất ngờ lớn đã diễn ra đêm qua và rạng sáng nay cũng ở vòng 14 ngoại hạng Anh. Làm khách của Brighton và Albion, Chelsea đã thua sốc đến 1-4 trước chim bằng biển trong ngày tân huấn luyện viên Graham Potter trở về mái nhà xưa, gặp lại đội bóng cũ. Đây cũng là trận đấu khá kỳ lạ khi có đến hai cầu thủ đội khách đá phản lưới nhà trong hiệp 1.
Nếu mà UU thắng West Ham trên sân nhà Old Trafford ở màn so tài lúc 23 giờ 15 phút đêm nay, thầy trò Erik ten Hag sẽ có 23 điểm sau 12 trận để chiếm vị trí thứ 5 của Chelsea. Khi đó, Quỷ Đỏ sẽ duy trì cách biệt một điểm bám đuổi top 4. Tottenham Hotspur tưởng chừng cũng nhận trái đắng như Chelsea khi bị Bournemouth dẫn trước đến 2 bàn. Thế nhưng các học trò của huấn luyện viên Conte đã chơi bùng nổ và thắng ngược 3-2 khi bàn quyết định được Bentancur ghi ở phút 90 cộng 2. Trong khi ấy, rạng sáng nay 30 tháng 10, Liverpool đã chấm dứt mạch 29 trận bất bại trên sân nhà Anfield ở giải Ngoại hạng Anh kể từ tháng 3 năm 2021 đến nay khi thua sốc Leeds United 1-2. Những cầu thủ đã xé lưới của The Cop là Moreno, Somerville, xen giữa đó là bàn gỡ hòa một đều của Salah. Trong khi đó, Newcastle United đang chơi cực hay khi họ vừa vùi dập Aston Villa 4-0 trên sân nhà James Park để ủng hộ củng cố vị trí trong top 4 giải Ngoại hạng Anh mùa này với 24 điểm sau 13 trận, vẫn kém đội đứng thứ 3 là Tottenham 2 điểm. Còn Chelsea, họ vẫn dậm chân ở vị trí thứ 5 với 21 điểm nhưng mới đá 12 trận, nhưng đã bị đội đứng thứ 4 Newcastle tạo ra cách biệt 3 điểm giữa họ. Đáng lo hơn cả là The Blue là Liverpool. Trận thua Leeds cùng việc Brighton thắng Chelsea khiến đội bóng của huấn luyện viên Klopp tụt một bậc xuống vị đứng thứ 9 giải Ngoại hạng Anh với chỉ 16 điểm sau 12 trận, kém top 4 đến 8 điểm. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, liên quan đến những thông tin mới nhất về giải Ngoại hạng Anh thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến cho quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.